sáng nay 20 tháng 9, hội đồng xét xử cho phép bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc Ocean Bank, người vừa bị viện kiểm soát đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tử hình, lên trước vành móng ngựa trình bày phần tự bào chữa cho bản thân. Cũng như Hà Văn Thắm và các bị cáo ngày hôm qua, trong phần tự bào chữa, bị cáo Sơn cũng tỏ ra ăn năn hối lỗi, mong hội đồng xét xử cho phép được dùng tài sản của mình để khắc phục thiệt hại, đồng thời gửi đến hội đồng xét xử lời kêu cứu, yêu cầu minh oan cho bị cáo đối với tội danh tham ô bị cáo Sơn khẳng định nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình là đã sử dụng tiền để chăm sóc khách hàng, chi lãi ngoài. Vì vậy, Nguyễn Xuân Sơn, Sơn mong muốn hội đồng xét xử xác định cho bị cáo tội danh đúng như hành vi. Trong phiên tòa ngày hôm qua, Hà văn Tắm tự bào chữa đã thành khẩn nhận tội cố ý làm trái, thậm chí còn chủ động đề nghị hội đồng xét xử xem xét một tình tiết tăng nặng. Vì bị cáo là người duy nhất được hưởng lợi, gián tiếp từ việc bị cáo làm chủ Ocean Bank, nên bị cáo xin nhận tội thay cho tất cả các bị cáo khác, thậm chí là mức cao nhất. Tuy nhiên, bị cáo Thắm cho rằng hành vi chi tiền chăm sóc khách hàng để làm lợi cho Ocean Bank và làm lợi cho mình lại bị truy tố thêm hai tội rất nghiêm trọng đối mặt với một án trung thân, một án 20 năm là quá oan uổng. Phiên tòa sẽ tiếp tục phần tranh luận trong các ngày tiếp theo.